Vâng, xin chào tất cả mọi người. Trước mặt mọi người là một cái dòng Baza mà hiện tại là shop Lam đang kinh doanh rất nhiều. Baza Nokia E71, E72. Nhưng mà nay sẽ là một cái Baza dạng khắc da chống độc. Đây, anh em cùng quan sát này, khắc da chống độc. Thì đối với cái dòng Baza này, điều đầu tiên ấy là nó rất là an toàn khi mà anh em có thể bỏ vào trong gập như thế này. Thì nếu anh em không thích gập thì anh em có thể dùng cái loại Baza mà nó không có gập, Lam cũng có bán. Nếu mà loại Baza không gập thì là nó không nắp. Đấy, nó không có cái nắp tre như này, anh em sẽ có một cái dạng bao da không nắp tre. Đấy, có rất là nhiều những cái mẫu bao da dành cho 71, 72. Đấy, ví dụ như anh em có thể làm bao da trơn cũng rất đẹp luôn, là bao da trơn như này. Loại bao da trơn thì anh em có thể cắt tên ít thôi, cắt tên các họa tiết ít thì nhìn nó sẽ gọn gàng. Đấy, nhưng mà nếu anh em thích cái họa tiết nó màu mè hơn, nhìn nó khốc liệt hơn, hay là đại bàng hay là hổ, thì anh em cũng có thể liên hệ Lam để làm những cái mẫu bao da đó. Anh em có thể khắc tên, khắc số điện thoại, khắc hình mà anh em yêu thích lên, thì dùng một cái bao da nó sẽ không chỉ là một cái thứ để bảo vệ an toàn, mà nó còn là một cái vật phẩm để thể hiện cái gu cá tính của tất cả anh em đó. Bao da chống đồng rất đẹp, hay là bao da trơn như này. Đấy, hoặc là nếu đây cũng Lam có đây một cái bao da dành cho E5, bao da rất xinh xắn, dễ thương, bao da trơn. Đấy, không cần khắc khiết gì cả, anh em có thể để dùng cho những cái chiếc Nokia E5, E6 của mình, hay là 71, 72. Thì bên shop Lam đều có cung cấp hết. Và Lam có làm rất nhiều những mẫu bao da cho rất nhiều những dòng điện thoại mà có mặt ở trên thế giới có, thì Lam đều có. Anh em chỉ cần nói tên model, Lam sẽ lập tức làm bao da cho tất cả anh em. Rất là đa dạng mẫu mã, từ iPhone, Samsung cho tới Nokia, hay là Blackberry, hay là những cái dòng khác đều có hết. Rất đẹp anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Lam. Bao da rất đẹp luôn, bao da thật anh em nhé. Đó, rất tuyệt vời. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ Lam làm nhá. Xin cảm ơn.